Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương và thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng đô thị, có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí để nâng cao chất lượng của các đô thị mới được thành lập. Về việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đại biểu Phạm Văn Hòa tán thành với đề xuất của Chính phủ, đồng thời cho rằng tỉnh Tiền Giang cần quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư để bảo đảm chất lượng đô thị đối với các xã dự kiến thành lập phường và thị xã dự kiến thành lập thành phố, đặc biệt là các tiêu chuẩn thành phần còn đạt ở mức thấp so với quy định. Đối với 4 phường mà thị xã Gò Công, thành phố Gò Công định thành lập mới đó, về tiêu chí nông nghiệp cũng còn, cho nên cái hướng phấn đấu từ đây đến năm 2025 hoặc là từ 2025 tới 30 thì đề nghị lãnh đạo tỉnh Tiền Giang có quan tâm để là nâng cấp mà có đô thị của các phường này lên để xứng đáng là tiêu chí của đô thị của một thành phố Gò Công biển. Cái dịch vụ thì phải thường là công nghiệp phát triển thì nó kéo theo dịch vụ là cái, nhưng mà công nghiệp chưa phát triển thì là dịch vụ nó phát triển theo được hay không thì cái này thì còn cần cái Tiền Giang cung cấp thêm cái thông tin này xem thực là cái tỷ lệ nó là người dân họ đó chuyển sang cái nghề gì, bởi chúng tôi biết rằng là cái tốc độ công nghiệp ở Gò Công chắc là không bằng Bình Dương, không bằng hai cái đó là đương nhiên rồi, kể cả các tỉnh Đông Bắc sông Cửu Long thì không bằng các tỉnh Đông Nam Bộ. Giải trình về vấn đề này, đại diện tỉnh Tiền Giang cho rằng một trong những nguyên nhân Gò Công chưa phát triển được là do giao thông ở địa bàn còn hạn chế. Tới nay tỉnh đã có nhiều chỉ đạo để phát triển khu vực này, đảm bảo chất lượng đô thị theo đúng tiêu chí trong nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những năm gần đây đó thì cái kinh tế, đặc biệt là kinh tế đô thị thì nó mới phát triển như ngày hôm nay, và cái xu hướng trong tương lai đó thì thành phố Gò Công thì cái khu vực Gò Công này nó sẽ phát triển tốt theo cái hướng là cái quy hoạch tỉnh giai đoạn 21-30 và định hướng năm 2050. Một cái vấn đề nữa là khi mà chuẩn bị thực hiện cái đề án này thì chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Một là ban hành cái nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy, rồi thành lập ban chỉ đạo của tỉnh, rồi kế hoạch của ủy ban, rồi kể cả của thị xã Gò Công nữa. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị Chính phủ, hai tỉnh Bình Dương, Tiền Giang có phương án đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn đã có mức đô thị hóa cao, thực hiện tốt phương án sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, sắp xếp ổn định bộ máy cơ quan tổ chức, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.